chào các bạn. Đây là những hình ảnh của bão Yagi buổi tối hôm qua tại Hà Nội. Trời mưa to và gió rất lớn. Hôm nay chúng ta rồi mình sống ở Hà Nội, chưa năm nào có một trận bão lớn như thế này đổ bộ vào. Đừng mở cơ. Ở đây có. Không sao. Một. Buổi sáng nay thì mình sẽ thử đi một vòng xung quanh khu phố nhà mình để xem có thiệt hại do bão. Sáng nay thì gió đang lặng và chỉ còn mưa nhỏ. Không sao. Bút này chắc chắn nhỉ. Đang đi bật cái gió lên chết. Chắc ở đây sẽ đổ thật. Tới trước sẽ đề bộ. Đi thẳng tới trước sẽ đề bộ. Thôi, không dễ nữa. Để xem mặt trước rồi. Anh đã tính ra rồi, cái cây đa to đấy có đổ thì cũng không tới chỗ xe của anh.
cả một mạng cả. Bây giờ ta bắt thu vào đây. Ô, cây to. Ui, hai cây luôn này. Cây này sắp đổ ra thường. Cái này là của tòa nhà ấy, của thành phố. Của tòa nhà. Tòa nhà phải tự dọn. Ừ. Đã nặng hơn cây City 4 nó không có cây đằng trước. Cây này đổ ra vào trong. Đây là cái cây này lung lay mãi mà không đổ. Rồi. Sẽ phải nhá.